Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì kênh Chị Nẻ Phòng sẽ cùng với các bạn đi khám phá một cái con đường cũng khá là quen thuộc với người dân Hải Phòng, mà mỗi khi nhắc đến cái tên đường này thì mọi người lại giật mình nhớ đến một cái bệnh viện cũng khá là nổi tiếng, và mọi người hay trêu đùa nhau là cho mày vào Đông Khê. Đó chính là bệnh viện tâm thần Đông Khê. Và hôm nay chúng ta sẽ đi thăm con đường Đông Khê này. Và trong cái lúc mà chúng ta cùng với Check-in Hải Phòng đi ngắm cái con phố, cái đường Đông Khê này, thì Check-in Hải Phòng cũng muốn chia sẻ với mọi người một số những cái thông tin về lịch sử hình thành của cái con đường Đông Khê này. Và các bạn cùng đón xem nhé. Thì cái đường Đông Khê này ấy, từ cầu Bắc qua kênh giáp danh với làng Gia Viên và làng Đông Khê, tức còn gọi là Cống Miếu Chè, và đến đường An Đà. Thì nó dài khoảng 1,2 km, và cái lòng đường nó rộng khoảng 5 mét. Đó thì đường hình thành từ trên cơ sở đường hàng xã cũ, và từ năm 1987 xã Đông Khê sát nhập với quận Ngô Quyền, thì đường này thuộc mạng lưới đường phố của nội thành. Tuy chưa chính thức đặt tên ấy, nhưng mà dần quen được gọi là đường Đông Khê, theo nghĩa là đường làng Đông Khê. Đường Đông Khê nằm trên địa bàn làng Đông Khê và thôn An Đà, thuộc tổng Đông Khê, huyện An Dương trước đây, và đến năm 1966 thì thuộc huyện An Hải cho đến khi nhập vào nội thành thành phố Hải Phòng. Tuy là vùng thuộc tỉnh Kiến An thời Pháp ngày xưa, nhưng mà vì ở vị trí ngoại vi nội thành nên là tình hình kinh tế xã hội đây trong cái quá trình đô thị đã có rất nhiều những thay đổi. Cái mối quan hệ giao lưu giữa Đông Khê và thành phố diễn ra cả về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Ở đây thì có đình Đông Khê thờ Ngô Quyền, là một ngôi đình lớn kiến trúc đời Nguyễn, và hiện nay thì còn khá là nguyên vẹn, các bạn có thể đến tham quan. Thì đình còn rất nhiều những tấm bia đá, trong đó có bia tiên hiền của tổng Đông Khê chùa An Đà, tên chữ là Linh Quang Tự, trước thuộc cái thôn Đà Cự, xã An Biên. Chùa được dựng ở cuối làng, gồm 3 gian nhà tranh. Đến năm Quý Mão đời Lê Cảnh Hưng, tức là năm 1785, năm Thiệu Trị thứ 6, 1845, thì chùa đã được tu bổ và sửa sang. Đến năm đầu đời Hàm Nghi 1885 ấy, thì chùa mới xây gạch lập ngói, gồm 5 gian tiền đường, 3 gian hậu cung. Và vài năm gần đây ấy, thì chùa tiếp tục được tu bổ. Chùa Đông Khê tên chữ là Nguyệt Quang Tự. Một số ngôi chùa cổ nổi tiếng của Hải Phòng, đây là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của Hải Phòng ấy. Chùa thì có từ lâu rồi, nhưng mà khi thiền sư Như Hiện thuộc dòng Lâm Tế đời Pháp thứ 37 trụ trì, thì chùa Nguyệt Quang trở thành một tổ đình lớn có ảnh hưởng rất là sâu rộng. Thiền sư này thì tinh thông đạo Pháp và kiên trì giới hạnh, nên được sĩ thứ vô cùng kính trọng. Năm 1748 thì thiền sư được vua Lê Thánh Tông ban chức là Tăng Cương, và đến năm 1757 lại được sắc phong làm Tăng Thống Thuần Giác Hòa Thượng. Dân Đông Khê có truyền thống rất là kiên cường bất khuất. Trong cái sự nghiệp chống Nam Hán, chống Nguyên Mông xâm lược ấy, thì đã có rất nhiều đóng góp trong cái công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Trong lịch sử chống Pháp ấy, nhất là các phong trào cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì nhân dân của Đông Khê đã có rất nhiều người tham gia. Ở đây thì cũng có cơ sở cách mạng của Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội năm 1929, của Đảng Bộ Cộng sản Hải Phòng năm 1930, và của phong trào Ái Hữu thời kỳ Mặt trận Nhân dân năm 1986 đến năm 1939. Rồi phong trào Việt Minh của Hội Truyền bá Quốc ngữ, rồi những ngày tổng khởi nghĩa, những ngày đầu của kháng chiến chống Pháp ấy, thì lực lượng vũ trang và nhân dân Đông Khê đã sôi nổi tham gia. Thì trên đây là một số những cái thông tin về lịch sử hình thành và một số những cái di tích lịch sử của cái đường Đông Khê này. Thì đường Đông Khê này nối dài thì đi ra phía ngõ Cấm, và bây giờ thì Check-in sẽ cùng với các bạn đi xuyên qua ngõ Cấm và đi ra đường Lê Lợi nha các bạn. Phía cuối của đường Đông Khê thì các bạn có thể thấy là đang chạy giáp ra phía hồ An Biên đấy các bạn ạ. Thì bây giờ đã có những cái chương trình tu sửa, rồi là mở rộng tuyến đường của thành phố, thì cái khu vực cuối này sẽ rất là sầm uất và rất là đẹp, vì nó nối liền với lại bờ hồ An Biên. Hồ An Biên đấy các bạn. Và cuối đường này thì đường Đông Khê sẽ thông ra với ngõ Cấm và đi thẳng ra phía đường Lê Lợi. Đó, thì con đường này sắp tới cũng sẽ là một trong những cái tuyến đường có thể nói là khá là đẹp của thành phố Hải Phòng.
khi mà nó tiếp giáp với lại chùa này, rồi tiếp giáp với Hồ An Biên. Và đây là một cái khu phố mà có thể nói là khá là đáng để sống vì nó rất là thanh bình. Rồi đến đây thì video clip đã kết thúc. Nếu các bạn đang ở khu vực này thì các bạn hãy comment xuống bên dưới cho tôi biết nhé. Và các bạn muốn tôi check in thêm những cái con phố nào thì các bạn cũng comment ở bên dưới. Đừng quên ấn subscribe, đăng ký kênh YouTube của Trinh Hải Phòng nhé. Bye bye.